Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 111, sau khi Tiêu Viêm cùng mọi người thành công lấy mạng thiên hà độc long thú, mọi người đã lập tức rời đi. Ngay khi trở về Sơn Cốc, Tiêu Viêm đã lập tức nhìn mọi người, thanh âm vang lên nói. Có lẽ không lâu nữa, đám người của băng hà cốc sẽ tìm tới, chúng ta cần giải quyết ách nan độc thể hoặc điều chế thân thể cho thiên hỏa tiền bối trước. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Vậy, chúng ta giải quyết việc thân thể cho thiên hỏa tiền bối trước, dù sao thì ta vẫn có thể khống chế ách nan độc thể. Được, như Tiểu Y Tiên đã nói, trước hết ta sẽ giúp Diệu Lão Tiên Sinh luyện chế thân thể, có như vậy chúng ta mới thoát khỏi mối nguy cơ lần này. Trong lúc ta luyện chế, các ngươi hãy hộ pháp giúp ta. Nghe thế, Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, còn Tiêu Viêm rất nhanh lấy ra dược đỉnh, anh ấy cũng bắt tay vào quá trình luyện đan. Theo quá trình dược liệu đi vào trong đan lô, nó cũng ngay lập tức được hỏa diễm luyện hóa rồi dần tan chảy. Cứ thế, Tiêu Viêm ngồi lặng lặng tại chỗ mặc cho thời gian trôi qua. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, Tiểu Y Tiên vẫn đang chú ý quan sát và vô cùng tập trung. Ngày qua ngày, Tiêu Viêm vẫn ngồi yên lặng tại chỗ và tiến hành luyện đan. Giờ khắc đó, đan lô của Tiêu Viêm cũng có chút dao động nhẹ. Bên trong dược đỉnh, đan dược rút của cũng ngưng tụ lại, dần hình thành nên một quả đan dược. Trong tích tắc ngắn ngủi, một vụ nổ mạnh bất chợt bạo phát rồi phóng thẳng trời cao. Ngay sau đó, đan lôi cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, Tiêu Viêm mỉm cười. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy ra địa yêu khôi để nó hấp thu đan lôi. Thế nhưng, vừa lấy địa yêu khôi ra, đan lôi lại đột nhiên tiêu tán. Thì ra, ở tại nơi này độc khí quá dày đặc, ngay cả đan lôi cũng không xác định được mục tiêu mà tự tản đi. Tới đây, Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một cái mà thôi. Cầm đan dược trong tay, Tiêu Viêm liền bắt tay vào quá trình luyện chế thân thể. Đầu tiên, anh ấy lấy ra thân thể của Vân Sơn. Ngay sau đó, bàn tay khẽ động, một cỗ kình phong vô hình lập tức nâng cỗ thi thể kia lên. Sau đó, thanh âm anh ấy gấp gáp nói, Thiên hỏa tiên bối, cho ta một tia linh hồn lực. Dứt lời, anh ấy liền bắt lấy tia linh hồn lực rồi đưa âm dương mệnh hồn đan cho vị lão nhân kia để ông sử dụng nó. Đến đây, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy ra tinh huyết ma thú bắn vào trán của Vân Sơn. Rất nhanh, khi tinh huyết đi vào, bên ngoài cơ thể Vân Sơn cũng liền nổi lên một mảng huyết sắc. Giờ khắc quyết định đã tới, Tiêu Viêm gấp gáp nói, Thiên hỏa tiên bối, đi thôi. Dứt lời, theo tiếng quát của Tiêu Viêm, Thiên hỏa tôn giả lập tức phóng lên. Ngay sau đó, ông cứ thế vượt qua rào cản và dần dung nhập linh hồn mình vào trong cỗ thi thể đang lơ lửng giữa không trung. Nương theo linh hồn kia đi vào, Tiêu Viêm hai tay cũng lập tức ấn pháp quyết, quá trình điều chế thân thể cũng tới giai đoạn quan trọng nhất. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở bên trong không gian lại bất chợt xuất hiện bốn đạo thân ảnh đang phóng như bay về phía trước. Bên ngoài, chứng kiến từng mảng băng giá lạnh xuất hiện, Tiểu Y Tiên cũng lập tức phát hiện ra nguy hiểm, trường kiếm trên tay nàng nhanh chóng xuất ra. Không lâu sau, ở giữa không trung, bất chợt xuất hiện một vết rách hư không. Ngay sau đó, bốn tên người của băng hà cốc dẫn đầu là lão giả chột mắt bước ra. Nhìn về phía trước, thanh âm lão gia hỏa kia vang lên nói, ngươi là ách nan độc nữ sao? Ngay cả thiên xà trưởng lão đấu tông đỉnh phong cũng tới, băng hà cốc đúng là biết cậy mạnh. Bắt ngươi về chịu tội, lão phu ra tay cũng là điều hiển nhiên. Chỉ sợ ngươi còn chưa có bản lĩnh này. Dứt lời, Tiểu Y Tiên liền cùng địa yêu khôi cũng lập tức phóng người lên, ngay lập tức cùng thiên xà trưởng lão giao chiến. Thế nhưng, vừa khi lao lên, hai người đã ngay lập tức bị thiên xà trưởng lão dùng băng phóng tới, làm cơ thể bị đông cứng. Tuy vậy, nó đối với địa yêu khôi không là gì cả. Rất nhanh, phá đi lớp băng bên ngoài, địa yêu khôi đã lập tức lao về phía trước. Sau đó, từ phía sau lưng, những mũi đao sắc nhọn đã liềm phóng về phía trước công kích về phía lão gia hỏa kia. Đáng tiếc, nó vẫn bị cây gậy trong tay lão đánh bay. Thế nhưng, ngay khi địa yêu khôi công kích xong, Tiểu Y Tiên đã lao tới, cây kiếm trong tay đánh thẳng về phía lão gia hỏa kia. Đối diện nguy hiểm, lão gia hỏa kia gầm lên, một tầng năng lượng lạnh lẽo mạnh mẽ bạo phát, lập tức đẩy lùi Tiểu Y Tiên cùng địa yêu khôi về phía sau. Chưa hết, ngay khi đánh bay đối thủ, lão ta đã liền đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ theo đó cũng ập xuống người Tiểu Y Tiên. Đối diện với nó, một quả cầu màu tím cũng lập tức bao phủ lấy cơ thể Tiểu Y Tiên bên trong. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc va chạm, quả cầu màu tím cũng lập tức tan vỡ, thân thể Tiểu Y Tiên cũng liền bị đánh bay xuống dưới, trên miệng nàng vì vậy cũng thổ huyết, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thấy vậy, địa yêu khôi cũng liền lao lên tung quyền. Đáng tiếc, thân ảnh lão gia hỏa kia vô cùng quỷ dị, nháy mắt sau đã né hết toàn bộ. Cứ thế, lão ta từng bước đi để lại tàn ảnh, cuối cùng chỉ nhẹ đập một nhát, địa yêu khôi cũng liền bay về phía sau, thân thể sau đó bị đóng băng, cứ thế rơi xuống phía dưới. Còn ở dưới mặt đất, sau đòn khi nãy bị trúng chiêu, bàn chân Tiểu Y Tiên đã bị đóng băng và không thể di chuyển được nữa. Nhìn nàng, cái tên thiên giả trưởng lão kia cười nhạo, hắn cứ thế tiến tới. Đến đây, Tiểu Y Tiên gầm lên, độc tố hóa thành một con độc xà liền lao về phía đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc, khi nó lao vào màn chắn kia đã ngay lập tức tan vỡ. Giờ khắc đó, Tiểu Y Tiên đã không thể làm gì được nữa. Còn lão gia hỏa kia, chỉ trong nháy mắt, lão ta đã phóng ra hàng ngàn mũi băng về phía Tiểu Y Tiên, cuối cùng là phá tan tấm màn chắn bên ngoài cơ thể nàng, rồi chắn bay Tiểu Y Tiên về phía sau và đóng băng nàng vào một mảng băng khổng lồ ở trước cửa động.
Giờ khắc này, Tiểu Y Tiên đã không thể làm gì, nàng cứ thế bị băng phong vây kín cơ thể. Thế nhưng liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm có kịp thời cứu được nàng không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập 112 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.